chào các bạn, hiện tại mình đang trên máy bay để chuẩn bị bay sang Hàn Quốc, là nơi đầu tiên mình sẽ đặt chân đến để trước khi bay sang Mỹ. Tổng cộng thời gian mình bay sẽ rơi vào tổng khoảng 15 giờ đồng hồ. Và mình cho các bạn biết với 15 tiếng bay thì mình sẽ làm gì trên máy bay và kể cả dưới mặt đất cho mọi người xem nhé. Mình có mang theo một chiếc B-Phone 3 thì mình đã cóp toàn bộ phim vào cái chiếc máy này. Thì mình đã cóp tầm khoảng hơn 20GB phim vào đây. Và ngoài ra thì mình cũng có thể xem ở trên máy bay. Hôm nay thì mình bay của hãng Korean Air, là một hãng Hàn Quốc. Và các bạn sẽ thấy tiếp viên đưa ra đây toàn là người Hàn Quốc hết. Và để xem thì họ sẽ cho mình ăn cái gì nữa. Và đây là bữa ăn đầu tiên của mình trên máy bay. Thì ở Hàn Quốc họ có cái món này cực kỳ hay các bạn ạ, cơm của Hàn, cơm trộn của Hàn đấy. Mình sẽ có những cái món ở bên trong luôn, rau nấm rồi có cả thịt nhá. Sau đó ta sẽ có cơm, cơm đắng một nóng. Tại sao mà chỗ này có cả lá cờ Việt Nam là thế nào nhỉ? Mình vừa qua cửa để mà chuyển tiếp chuyến bay mà không hiểu sao mà họ hỏi kỹ vãi. Hai thằng đi người ta hỏi mày đi đâu làm gì, cho xem cả vé máy bay về các kiểu thể loại. Và ta sẽ xem qua cái phòng ở sân bay Hàn Quốc xem nó sẽ có cái gì các bạn nhé. Định mệnh sân bay ở đây trang trí Noel đẹp phải lều. Nhìn cái cây của nó kìa, như kiểu có tuyết xịn ấy. Uê, sân bay làm đẹp vãi. Má ơi, chỗ này mà ở Việt Nam chắc là dân chạy đây chụp ảnh check-in tưng bừng phấn khởi luôn các bạn. Wow. Mình đang ăn ở sân bay và đây có một số món như là bulgogi bibimbap này. Cái này là bò, cái này là lợn này. Và có cả cà ve đã có tuổi. Nó cái cà ve này, age tức nghĩa là đã có tuổi. Cà ve đã có tuổi. Rồi gọi đồ đây xong rồi thanh toán luôn rồi ra quầy lấy đồ ăn cho các bạn, rất là easy, có tội tiền quân đâu. Bữa ăn tối của mình thì nó nhẹ nhàng lắm các bạn ạ, chỉ có hai suất này thôi. Một suất cơm trộn đấy, trộn xong sang giống ngon tân, và một suất canh này mà nhẹ nhàng chả có gì đâu, easy. Ăn này là bọn mình còn ăn giữ eo ấy. Hiện tại thì mình đang trên máy bay để bay chuyến tiếp theo. Ở nhà thì là 6:12 tối, còn bên Hàn Quốc đã là 8:12. Và nếu các bạn chưa biết thì bây giờ bên này rất là lạnh. Ở buổi tối nó có thể xuống lên đến 8 cho đến 9 độ và cũng đang có mưa nữa. Thành ra nó cực kỳ là lạnh luôn. Thì nãy lúc mình hạ cánh là ngoài trời này là nó có phủ hết mờ. Bởi vì là cái nó phủ hết mờ bởi vì nhiệt độ xuống rất là thấp. Và chuyến bay lần này của mình thì sẽ kéo dài khoảng 8 tiếng để bay sang Mỹ. 8 tiếng mình làm gì trên máy bay? Mình sẽ lại update cho mọi người và mình đã kịp thời xem một bộ phim. Đó là thì quên rồi. Bây giờ thì theo giờ Hàn Quốc đang là 10 giờ tối. Lại ăn, lúc nào cũng ăn hơn như lúc trước bởi vì rất là dễ ăn. Còn có cả thịt bò và cá nhưng mà mình không khoái lắm. Hôm nay thì buổi tối mình thêm một chút rượu để ngủ cho nó dễ. Mình sẽ cho các bạn xem một số thông tin về chuyến bay. Tốc độ là 1.074 km/h, độ cao 10.668 m. Địa điểm là Hàn Quốc mình đi là 22 giờ, còn mà ở Hawaii thì đang là 3 giờ sáng. Đó, thời gian bay đến tầm khoảng 6 tiếng rưỡi nữa các bạn nhé. Bay sang đó thì tổng cộng là 8 tiếng bay từ Hàn Quốc. Và đây là bản đồ, các bạn thể xem được hành trình này. Đây. Đó, những cái khác mọi người sẽ có thể nghe nhạc, xem phim, chơi game. À, mình thử bấm vào mall. À, có thể shopping online. Các bạn thể mua sắm đồ trên này luôn, chạy quảng cáo các kiểu này. Đồ ngon chưa, có mua cả đồng hồ các thứ nhá, kinh xịn xò vãi, tiện vột. Nếu ngồi đây là có thể shopping tất cả mọi thứ được, sô cô la rồi sô cô la cũng có này, và phim thì xem có những cái phim gì. Hiện tại thì mình sẽ xem những cái phim mới ra Crazy Rich Asian này. Uầy, phim Searching này thì mới chiếu ở trên mạng.
mới chiếu ngoài rạp, nhưng mà trên mạng thực chất cũng đã có rồi. Mất công mình ra ngoài hàng xem. Crazy Rich Asian cũng rất là hay này. Lát mình sẽ xem cái phim Crazy Rich Asian. Alpha này sẽ không hay. Mình đã xem Alpha rồi, thấy rất là bình thường. Đó. Và đây nói chung là khá nhiều phim mới các bạn có thể xem được ở trên đây. Nhưng mà mỗi tội là cái phim ở đây ấy thì nó sẽ không có sắp tiếng Việt đâu các bạn. Bởi vì đây là Korean em mà. Và nó chỉ có sắp bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga và có thể là tiếng Hàn thôi. Đây là 3 giờ sáng tính theo giờ Hàn Quốc. Và đây là bữa ăn sáng của mình. Điều đầu tiên khi đến nơi là ta cần phải lắp cái sim vào. Sim này thì mình mua ở nhà luôn. Unlimited data trong vòng 15 ngày. Đấy, các bạn thấy là sim này của sim Tin Mobile. Sẽ active từ ngày 3 tháng 12. Họ làm sẵn, người ta chỉ việc lắp vào, sau đó là quay làm theo hướng dẫn rồi. Để mình thử xem như thế nào. Vâng, thưa các bạn, như vậy là chuyến bay cuối cùng của mình cũng đã xong. Thực ra cái chuyến bay cuối định quay clip nhưng mà nó có 30 phút thôi, lên vừa ngủ chưa kịp ngáp cái thì đã dậy mất rồi. Và đã đến nơi, đang chờ xếp hàng với tất cả những các nước khác cũng đi dự sự kiện con rồi. Vừa rồi có thấy cả một số nhân vật nổi tiếng thì mình cũng sẽ phỏng vấn người ta một số câu vui vẻ sau mọi người nha. Vâng, thưa các bạn, nếu mà mọi người mà đi máy bay như mình là khoảng 12 tiếng rưỡi như vậy thì thứ nhất là chỉ có ngủ thôi, ngủ là chủ yếu, thứ hai là ăn. Cứ khoảng trung bình là 3 tiếng thì họ sẽ kêu các bạn dậy ăn một lần, chỉ có ăn không thôi. Đánh răng, rửa mặt, giày dép các thứ có đủ, chăn chiếu. Và giải trí là xem phim, thì mình sẽ xem một số bộ phim. Thì thứ nhất Predator, phim xem chán kinh, may mà được rồi cũng đi xem. Đây là bản không cắt đấy, là có đầy đủ cảnh máu me, giết người, cầm thú, súc sinh các kiểu ấy. Thế nhưng mà xem cũng không ăn thua, không hay lắm. Và thứ hai là phim gì nhỉ, quên mất rồi. Đấy, chỉ có xem phim thế thôi. Và đồ ăn thì nếu các bạn đi Korean Air thì ăn thực sự là ngon, rất là tuyệt vời. Và mình sắp tới mình sẽ đến Los Angeles, thì mình nếu bạn nào mà ở Los Angeles thì ta có thể gặp gỡ nhau, giao lưu một chút, hẹn với anh em. Trong các video sắp tới sẽ nói rất nhiều về Snapdragon thế hệ mới và cũng như là những gì mình trải nghiệm tại Hawaii. Thật ra năm ngoái làm clip rồi nhưng lười edit vãi, năm nay làm lại thì bắt thằng editor nhà làm, chỗ Thành nhớ làm đấy.